Đây là một chỗ sạt lở nữa quý vị. Là cát không à? Dưới đây là toàn cát không quý vị, nó chỉ còn ở trên là miếng bê tông thôi. Còn rễ thì cây này nọ thì mọi thứ thì nó đều bám rất là chặt, mà nhưng ở dưới này là toàn cát với đất không. Không nghe nói đây là chỗ này sâu lắm nha quý vị. Tầm 16 17 mét lận. 16 17 mét thì có thể là rất là khá. Thì nãy giờ thấy anh em dục xuống mà nó thấy nó cũng không tới đâu vậy đâu, mà như thấy nó sôi trên mảng lên không à. Sâu lắm quý vị ơi. Sạt lở quá nguy hiểm quý vị ơi, vô coi ủng hộ nha. Nam mô A Di Đà Phật. Văn Thông xin kính chào tất cả ông bà cô bác anh chị em kính mến nha. Thì hôm nay có nghe chỗ trong huyện An Phú mình xã Quốc Thái nè quý vị, có nghe chỗ sạt lở. Giờ thấy cô bác anh chị em cũng đang vô cát. Giờ mình tiến cử mình sẽ đi lại đây mình quay những cảnh này cho quý vị cùng xem nha. Dạ kính thưa quý vị, thì hiện tại thấy có một cái xà lan anh em đây đang vô cát vô bao nữa quý vị. Người sạt lở như chỗ này. Dạ kính thưa quý vị, thì hiện tại hổm gà chỗ này sạt lở rất là nguy hiểm luôn. Hiện tại đang sạt lở như chỗ này nữa quý vị. Thấy không? Dạ. Dạ kính chào chú Út. Thì hổm gà vừa qua cháu nghe nói ở đây là sạt lở cũng nhiều lắm hả chú? Nhờ chú nói giùm cho con vài câu nghe chú. Thì khu vực chỗ ấp này thì có sạt lở cũng lâu rồi. Dạ. Mà hổm gà nước lên vừa mưa. Dạ. Rồi nó có sạt thêm cái chừng độ vô chừng 1-2 thước. Dạ. Mà chiều dài nó có chừng 50 thước. Gì đó hả? Dạ. Thì nhà nước người ta cũng xuống đồng hành với nhân dân cùng làm cát nè. Dạ. Để làm đỡ lợi. Dạ. Sau này nhà nước mới có cái quy hoạch là bè làm cái bờ khe á. Dạ. Đúng rồi. Cái bờ khe mà không biết chừng nào. Gì đó hả? Bây giờ là tạm thời. Gì đó. Vậy là không giờ đang lỡ đó, nhà nước ta đang làm luôn. Nhưng chỗ này hiện tại giờ có ai ta giờ chưa? Giờ thì nhà nước ta cũng kêu tài sản mình đó, cái gì tốt đó thì giờ đi. Rồi nguy hiểm. Dạ. Nguy hiểm. Gì đó ha. Hiện tại là thấy sáng giờ có anh em đang vô cát nè phải không? Vô cát đang làm, đang giữ cái chân lợn cho đỡ đừng là lỡ nữa. Đỡ thương vậy thôi chứ chúng ta làm bè kè nó mới hết được. Dạ rồi. Vậy là chú là người xung quanh đây hả chú? Chú ở trong cái xung quanh đây. Dạ. Nhà chú cũng gần đây ha? Gần, cũng nằm trong cái khu vực lở. Vậy đó hả? Nhà chú có an toàn không? Nói chung khu vực lở thì nó cũng không an toàn đâu. Dạ. Không an toàn, nằm trong khu vực lở mà. Vậy đó ha. Hiện tại cháu thấy sau lưng của chú thì có một cái nhà đây hình như giờ đi. Dở, giờ này đi ăn đi cái nhà này dở. Vậy đó hả? Mới dở luôn ha? Dạ, ở đây chỗ sạc này mình nó có sâu không chú? Sâu à. Sâu hả? Vì sao? Không có đo cho nó sâu mà chiếc kia nè, thấy không? Chiếc kia khẩm chiếc kia đó. Dạ. Mà nó không cạn đâu, thấy không? Chiếc kia. Ồ, sâu gì sâu? Chục mét ăn lên đó. Cái này hình như thấy nó còn đang sạt lở vô nữa quý. Đứng rồi đó. Bởi vậy. Cái xi măng á. Dán xi măng á. Cái nó dưới nó tấm bọng rồi đó. Dạ. Mình đứng đây là trống rồi nè. Này sáng giờ anh em làm lâu chưa hết? Ta làm cũng giờ tiếng hồ rồi. Vậy đó hả? Trời, anh em ta lợi sớm lắm mà chờ cái ghe cát lại. À. Nó làm bây giờ có tiếng hồ. Ủa mình vô bao mình đẩy nó cho nó vĩnh chân lại ha. Giữ cái chân lại. Đừng để nó sạc nữa ha. Ừ. Chắc cái chỗ cái cổ bên mấy chỗ đó chắc còn sạc nữa đó. Cái này gì chỗ đó cái cục bên đó. Cái chỗ ngàn ký đó là nó vô tới cái chủ tịch đứng rồi đó. Nó hút vô á. Đâu chủ tịch anh nào? Chủ tịch xã của đó. Vậy đó ha. Chủ tịch xã. Bí thư. Xà lan cát này khoảng bao nhiêu tấn rồi? Cái này là 100 nghe nói 100 mấy chục tấn. Mấy chục tấn hả?
mấy chục khấu. Cái này là chắc trong xã ấp của đoàn thanh niên anh em ta là làm, là bên bảo vệ nè, công an xã đội, dạ, nhân dân thanh niên gì. Sầu lắm cô ơi, cái hiện trường này kéo dài được mấy ngày rồi mấy chú? Mấy chú ở đây có biết không mấy chú? Chào ông. Dạ. Hiện trường này hôm gà đây mấy ngày không biết không? Không biết, trên ấp gì đó hả? Ấp chú làm tí. Ờ. Anh tưởng là hỏi câu mà hỏi xanh nóng xanh đó. Gì đó hả? Xa đó. Xa nư. Xa. Gì đó hả? Ở tao hỏi chút rồi. Ở thăm chút nó quay cho máy à. Hôm gà hiện trường này kéo dài được mấy ngày chú xanh? Này dạ. Bây giờ 10 ngày hả? Ừ. Cái này là theo mình biết sớm hay là sao? Thì mình phát hiện sớm bị ra đã nó có hình thức rồi. Dạ. Nó có hình thức là mấy năm nay rồi. Có thêm. Vậy đó. Xong rồi kia luôn hả? Ừ. Nhưng mà trong 2 năm nay là 2 năm nay nó có tiền là ở ngoài đất bàn đó. Dạ. Kéo quá dài ha. Thì chú Xanh cũng là người dân cặp nhà chỗ đường sạt lở luôn hả chú? Dạ. Mình ở gần như vậy mình thấy ngủ an toàn không chú Xanh? Nhưng mà nhà nào hơi xa thì an toàn tí. Vậy đó hả? Mà hơi gần thì ngủ không được, nhưng cái đây là khó ngủ rồi đó. Khó ngủ hả? Nó dặn cho đây cho. Dạ. Cho nên là nó phải làm hoài vô tối thôi. Dạ. Nên bây giờ thì bác thì phải làm để chữa trái để cho tạm thời nó đỡ vậy thôi chứ. Đúng rồi. Không hiểu được nổi. Thì con có nghe hôm gà cô bác ở đây thì mọi người xung quanh nghe nói thì cũng ăn không yên, ngủ không ngon. Dạ. Chuyện mang đêm đâu có biết được. Dạ đúng rồi. Năm đó là 700 người. Sâu lắm. 19. 19 hả? Cái cửa ngoài cái lặng là mấy mưa lớn đẩy một cái vô. Dạ. 20 á. Dạ. Vậy đó hả? Hợp chứ. Ồ. Vậy là cái này sâu lắm mà Dục mà thấy nó sâu. Sâu. Cái sắt này mà nó khổng nó cạn nữa. Dạ. Cái bè ngoài đó hay sao Út? Cái bè ngoài đó đó. Phải giờ hay sao? Sau này nhà nước làm bờ kè thì phải giờ thôi. Phải giờ chứ hơn. Nếu làm bờ kè phải giờ cái bè đó. Vậy hả? Lần giá luôn. Sâu quá lặng, nếu mà nước này là khoảng 17 mét. Vậy là chỗ này mình còn an toàn, mình chỉ sạt lở thôi chứ nhà cửa mình vẫn còn an nhiên mà Út. Ừ. Nhà lầu gần như này mình dỡ ra. Nhà lầu gần mình dỡ. Đó đó. Mà vô tới đây là di chuyển. Dạ. Mà bây giờ cũng không ổn đâu. Nó gần như tới mí nữa cho mình. Gần tới mí ha. Nếu mà mưa lớn là có khả năng. Thấy rồi, con thấy nãy có cái mí cái chân chỗ đó nó đang là nước nó lọt, nhưng mà có khả năng nó xé đi luôn. Dạ đúng rồi. Đây nhờ miếng đan nè, cho miếng đan làm thua. Có miếng đan đi luôn. Nè nè, Út để cái miếng đanh chân xuống trước mặt con nè. Đó, nó nứt ra đó. Nếu mà vài bữa nó là cát nó sau đó nó sạt xuống là nó đi luôn miếng đó đó. Mà con nhớ đây cây cối nhiều lắm Út mà sao mà. Xuống cái cam luôn rồi che lại luôn. Nè. Ở đây là lúc trước đây là cái đường này là cây nhiều lắm nghe quý vị. Cây trứng cá hay cây này cây nọ nói chung là nó có rễ có chân vẫn bám chặt che luôn hả? Che dừa luôn. Ồ ồ. Bởi nói tiếng sạt lở là cái gì nó cũng đi ha. Ừ. Ở đây cô bác ta chắc đêm hôm ngủ chắc khó lắm à. Nó như nhà ký rồi là khó, nhà nó kêu củ cải rồi này kia là tốt đó, đừng gỡ đi. Dạ. Chứ đừng để sự an toàn. Wow. Ôi chú ba. Đây là vòng vòng đây vô Út à. Dạ. Dạ kính thưa quý vị thì hiện tại thấy có anh em đây đang nguy hiểm quá, nhôm ra ngoài thấy nguy hiểm quá. Anh em đang vô cát vô bao. Dạ có thôi đời, giờ mình đi xuống cái xà lan này nè quý vị, mình thấy có chỗ này nè. Chào anh. Chào anh. Anh làm cũng rất mệt lắm anh. Ồ tới rồi. Dạ. Dạ. Thì mình thấy anh em chỗ sạt lở mình quay lại đấy kỷ niệm cho cô bác ta cùng coi. Nó đứng một bao nó banh bao được. Đây cái bên mà.
Dạ kính thưa quý vị, thì hiện tại trước mặt thông đây là một chỗ sạt lở, nó đang sụp vô tới trong, cũng khá là sâu quý vị. Thì có một cái trước mặt cái thông đây là có cái nhà của anh Ký, thì nó nói cũng là khá là nguy hiểm. Dạ kính thưa quý vị, thì hiện tại đây anh em đang xúc cát nè. Sạt lở mà nghe nói nguy hiểm lắm, mà an toàn thì hiện tại là nhà cửa chưa có ai xuống đâu quý vị, chưa ai xuống. Nhà cửa bà con thì rất an toàn ở trên bờ, nếu ai gần gần thì dọn nhà hay là những cửa tài sản gì của mình đó mình nên dẹp còn bên. Còn hiện tại đây thấy có mấy anh em đồng chí và các anh thanh niên hay là công an xã này cũng đang xúc cát vô. Trăm bốn chục tấn rồi mấy anh em xúc lần nữa, bao nữa bao gì chắc em nha. Tại tôi dạ cái ông áo xanh lông đó là chủ xà lan hả chú, trong đó quá. Ờ ông xanh ông biết số tấn mà. Dạ ở đây là tài vịnh với tài xích á, tài vịnh tài xúc. Ô anh, ông anh đâu vậy? Anh đồng chí đó là đồng chí cục bao đó quý vị. Cá hay chữ rất là lớn, nhưng anh em đây đang làm cũng khá là nhiệt tình. Những cái bè này cũng gần gần chỗ sạt lở này cũng nói chung là không có nguy hiểm gì bao nhiêu, mà cũng phải giữ cái sự an toàn. Nhưng cái đường đi ra vô chỗ sạt lở hiện tại bắt cầu cũng khá là nguy hiểm. Còn nước chảy rất lớn luôn quý vị à. Anh em xúc cát này cũng mệt, mới ngủ đi chợ đường chưa hết cái nước nữa thì lại xúc nữa. Thấy rất là tội nghiệp luôn. Đây. Đây cơm luôn nữa quý vị. À, dạ kính thưa quý vị, trước mặt thông đây là bà Út nè. Út vợ của Út Tùng nha. Chứ giờ không biết kêu bà Út gì nữa vậy. Bốn chục phần cơm đủ không? Để sáng điện bốn cái bốn chục đó. Bây giờ không kêu nhiêu biết nhiêu. Nhiêu đâu nhiêu đi. Thiếu sao giờ? Thiếu điện trời. Ở đây anh em xúc cát xong rồi vô đây cái nữa Út có cho trà đường cà phê, nó bày đãi nhiệt tình luôn, ăn uống miễn phí. Chỗ nhà nước ta đó. Cái chỗ sâu này mà 15-16 mét mà xà lan này có 140 tấn nha. Theo quý vị chứ kìm chân được không? Theo như thông nghĩ chắc khoảng từ 2 xà lan này quá. Ý mà nghe nói nãy giờ phải nói chứ xung quanh là cây cối mà còn sập lở cái này như gì thì sao giờ, khó lắm quý vị ơi. Thôi nãy giờ chương trình giao thông đến đây quay nãy giờ cũng đã video cũng ngắn gọn để cho bà con cùng biết là sạt lở chỗ này rất là nguy hiểm. Ở đây sạt lở là lần này là lần thứ 2 quý vị. Thôi đến đây giao thông xin kính chào nha, Nam Mô Di Đà Phật.